Một viên kim cương à? Ngu dốt. Ồ không, mình sẽ lấy hết viên kim cương luôn. Ham lắm. Đây, và bây giờ mình đã làm xong cái bẫy các bạn. Nhìn đơn giản nhưng mà nhìn nó nguy hiểm ha. À ha, thì ra monster đã chôn mình. Đây, cái nhà của mình mới cháy như vậy. Hello và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là Tín Tegamin đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay video về mini world sinh tồn YouTuber nha mọi người. Ok, trước khi về video á, mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Ok, thì trong tập trước đó mọi người, Monster có đã chôn mình và bằng một cách thần kỳ nào đó ngôi nhà của mình đã cháy tan tành luôn. Và trong thời gian nhớ là tập mình có hoàn thiện lại ngôi nhà của mình rồi. Thì mình vừa xem cái video của Monster và thấy là chính Monster chính là thủ phạm của cái việc mà ngôi nhà của mình bị cháy đó mọi người. Thế nên bây giờ trong tập này mình sẽ cố gắng chuẩn bị tất cả các đồ đạc. Mình sẽ có một chuyến đi mai để tìm thật là nhiều kim cương để trang bị, để gọi là báo thù Monster thôi, trả thù. Không ngờ chính Monster đã gây ra cái tội ác như vậy, đã làm ngôi nhà của mình tan tành mây khói luôn. Rất mất công xây lại cái ngôi nhà này cực kỳ là gian khổ. Nhưng mà mình đã thay cái mái màu trắng thành cái mái màu bằng gỗ văn sam, gỗ cây ăn quả rồi đó mọi người. Ok, và bây giờ mình sẽ vô nhà chuẩn bị đầy đủ cái dụng cụ. Mình sẽ làm thêm một cây cuốc sắt nữa. Đây, mình có rất là nhiều sắt luôn. Đó, và trong tập này, trong tập trước á, mình đã trong tập trước mình đã kiếm được một viên kim cương rồi đó mọi người. Thì trong tập này mình sẽ cố gắng tìm thêm nhiều viên kim cương nữa đó mọi người, để chế tạo được những cái vũ khí mạnh hơn để có thể trả thù Monster. Và mình nghe một cái tiếng cái con nổ và gì đó. Thôi, bây giờ mình sẽ cắt đồ vào trong. Ok, mình sẽ lấy mấy quả táo này đem ăn theo đường, và lấy một ít mía để đi ăn nữa. Rồi, mình có làm một cái rương chứa mía ở đây. Rồi, ok, và tập này mình sẽ đi xuống đi mai thật là nhiều mai, thật là nhiều kim cương vào, để có may ra có cơ hội báo thù trả thù được Monster đó mọi người. Không ngờ Monster đã làm điều như thế luôn. Và bây giờ mình sẽ xuống cái hang hồi trong tập trước mình có xuống, và mình sẽ đi vòng vòng kiếm thật nhiều kim cương nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình đã xuống được cái hang đó rồi mọi người. Đây. Để bây giờ mình chưa múc cái xô nước luôn. Để bây giờ mình sẽ đi dạt qua bên kia để mình múc một xô nước đi, để mình đi làm một cách dễ dàng hơn đó mọi người. Và mình đào qua đây một phát luôn. Rồi, mình sẽ lấy đá. Mình không biết cái lava ở này sâu không nữa. Chắc là sâu đó mọi người. Và để bây giờ mình đặt block qua đi. Đó, mình tiến hành đặt mấy block qua để mình đây, để mình có thể dễ dàng đi lại luôn. Và lấy, mình sẽ múc một xô nước nha. Đây, mình sẽ lấy cái xô nước này. Và một cái xô nước này ở trên khá là cao luôn đó. Và ở trên kia thì mình thấy một cục ngọc lục bảo nữa. Rồi, để bây giờ mình sẽ chui lên mình múc một xô nước luôn. Rồi, và đâu ta, cái xô nước ở đâu? Ở trên khá cao luôn này. Rồi. Và mình đã múc được xô nước thành công rồi. Và để bây giờ mình sẽ đặt ra thêm nhiều nữa. Có một em quái vật. Đấy, em quái vật này cứ hăm dọa đánh mình không. Rồi, em này nữa cứ hăm dọa đánh mình không. Rồi, ok. Và để bây giờ mình sẽ đi hướng nào trước đây. Mình sẽ đi hướng này trước đi. Rồi, mình sẽ đào mấy cục sắt này ra luôn. Cái em nhện này nhỏ mà đòi quấn mình. Nhỏ mà đòi quấn nè. Rồi, và bây giờ mình sẽ khai thác hết cái quặng sắt ở này. Rồi, ok. Và bây giờ mình sẽ đi hướng này nha. Và hy vọng tìm được thật là nhiều kim cương. Đầu tiên thì chúng ta đã có sắt. Đúng, đã có vàng chứ. Nó nhầm là sắt không à. Mình sẽ lấy cái cúp sắt này để đào mấy cái quặng này cho tiết kiệm đó mọi người. Rồi, và đi thêm thôi. Ở đây có đá điện nữa nè. Rất là nhiều đá điện luôn. Thì mình sẽ đào hết cái đám đá điện này nha. Rồi, đây có một đám than nữa nè. Hiện tại server khá là lắc hay sao á. Và có cả con quái nhện nữa. Hiện tại server đang khá là lắc, mình đào nó không có ra liền đó mọi người. Nó có bị delay một phát, chắc là mạng nhà mình đang có vấn đề gì rồi. Muốn báo thù Monster mà mạng còn lại không cho phép nữa chứ. Cay thật sự luôn á.
Mình phải báo thù thôi. Nhanh lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Đào thật là nhiều khoáng sản vào. Mình sẽ đào mấy cái đá điện này về tạo mấy cái gọi là cái bẫy đó mọi người. Bẫy chôn monster lại. Một pha khá là cay cú luôn. Rồi, rất là nhiều đá điện luôn nè. Mình dùng skill. Đó, đào sẽ nhanh hơn. Nhanh hơn. Và ok. Đây rồi. Không biết là monster hay là monster đang bật chế độ hack gì đó làm mình hack mạng. Mình sẽ đào chậm lại hay bị lag gì đó. Có khi đó. Rất là có thể luôn đó. Monster có thể chôn mình bằng cách đó nữa. Rất là sợ luôn. Và để bây giờ mình sẽ đào hết đám đá điện này luôn. Rồi, và được bao nhiêu cục đá điện rồi? 29 cục rồi, cũng khá là ổn áp luôn đó. Và đào hết đám này luôn. Dùng skill của cái máy khoan luôn. Đó, ở trên này thì sẽ có sắt nữa nè. Rồi, và ok, và hy vọng sẽ tìm được rất thật là nhiều kim cương rồi nha. Và để mình đổ cái xô nước này một phát luôn. Và cắm cây đuốc phía dưới. Ở phía này thì hết khoáng sản luôn rồi. Và mình sẽ đi thẳng lên phía trước luôn. Wow, ở trước mặt mình thì có một con em quái vật. Đánh bại em này nhanh chóng luôn. Và ở trước mặt mình có một cái hang khá là to luôn nè. Và hy vọng sẽ tìm ra được. Nó khá là nhiều hang. Đôi khi mình sẽ bị mất phương hướng luôn đó mọi người. Rồi, ok. Ở trên này thì có gì hay không? Ở này có nữa à. Sao nhiều hang thế ta? Tùm la tùm lum hết. Trong cái hang này khá là dễ bị lạc luôn á. Ồ, mình tưởng là kim cương chứ, hèn chi là đá điện thôi. Mất hồn. Rồi, và đào cái cục đá điện này luôn. Ở đây có nữa nè. Ok, và bây giờ mình sẽ đào đi lên. Đó, và rồi, đi ra hướng này. Cắm cây đuốc lên. Và từ, mình đang bị khá là mất phương hướng luôn đó mọi người. Mình chưa hiểu ở đây là ở đâu luôn nè. À, thì ra là ở đây là chỗ này. Rồi mình sẽ đào hết đám đá điện này luôn. Mình tự nhiên nãy giờ mình dùng cái kho mình đào không, làm tốn hết bao nhiêu cái kho, làm tốn hết độ bền của một xíu độ bền của cái kho. Cái thật sự. Và để bây giờ mình sẽ đập cục sắt này ra luôn. Rồi, và ở phía này thì chúng ta sẽ có đá điện nữa. Sao nhiều đá điện vậy ta? Mình muốn tìm kim cương cơ. Rồi, lại có đá điện nữa. Đá điện. Đá điện tùm lum. Đá điện everywhere. Ủa, ở đây sẽ có gì đây? Lại là đá điện. Sẽ lấy cái xẻng vào và lấy cục đá để chặn cái đường nước này lại. Rồi, ok. Và mình tạm thời sẽ ăn một phát. Mình sẽ ăn cục thịt này đi. Rồi, ok. Và hiện tại đây là tầng 12 thì sẽ có khả năng ra kim cương thôi. Mình sẽ cố gắng đi vòng vòng một tí xíu và hy vọng ra kim cương nè. Và đây rồi, thêm một viên kim cương nữa. Không biết là bao nhiêu viên đây ta. Mình sẽ đào ra xung quanh thử, không biết ở đây sẽ có bao nhiêu viên đây. Hy vọng là thêm nhiều viên nữa đi. Oh no, chỉ có một viên thôi à. Con người gì mà kỳ cục vậy ạ? Không cho ta thêm một viên nào nữa à? Hai viên đi. Mình sẽ đào lan ra xung quanh thử không còn biết còn viên nào nữa không. Đích thực là chỉ có một viên rồi. Phía dưới còn không? No. Ui giời ơi, mình tham lam quá. Nên ở dưới là lava. Ôi trời ơi, đúng là tham lam. Chỉ còn cái nịt thôi. Rồi, và ở đây chúng ta có vàng. Ok, cũng được một viên kim cương, cũng khá là ổn áp rồi đó. Ôi, mình không nên tham lam như lúc nãy nữa đâu. Rất là sợ hãi luôn. Và để bây giờ mình sẽ bắt cái cầu ở đây. Mình có cái xô nước mà tự nhiên bắt cầu làm gì trời. Mình cứ bị quên. Rồi, và đặt xô nước ở này luôn. Và cắm một cái đuốc lên để cho trời nó sáng đó mọi người. Để cho nó sáng hơn. Rồi mình sẽ đặt đường nước ở chặn lại đường nước ở đó. Rồi, ở đây coi chúng ta có vàng. Thì mình sẽ đào hết đám vàng này luôn. Rồi, cục nữa. Ok. Và mình sẽ nghiến nghiến xung quanh. Ở đây là có đá điện nè. Không phải là kim cương. Khá là buồn luôn. Mình sẽ dùng. Ở dưới đây có.
ở dưới đây có lava, sẽ để đặt phát luôn. Ok, và mình sẽ đi tiếp tục đi thôi. Đặt cái đường nước dưới này. Ở trên này thì chúng ta lại có vàng. Mình cần tìm một ít lava cơ. Để bây giờ mình sẽ đào hết cái đám này luôn. Rồi, và đào cục vàng ở đây. Ở xung quanh này có kim cương hay không? Mình đã đi hết cái đường này rồi, chỉ có là đá điện thôi. Đó, toàn là đá điện không. Thôi là xui. Ồ, ở trên này có khá là nhiều vàng luôn á. Rồi, vậy mình sẽ đào hết đám vàng này luôn. Đào hết cái mỏ vàng này. Rồi, ok. Và bên đây thì chúng ta sẽ có đá điện nữa. Rồi, và sẽ đào đám đá điện này ra luôn. Ok. Và hy vọng là tìm thêm được kim cương đi. Rồi, và ở hướng này nữa. Mình sẽ sử dụng skill của cái máy khoan này. Đạp một phát. Thường thường lâu lâu á, có mấy cục kim cương núp đằng sau mấy cái đá điện á, rất là khó đoán luôn á. Và mình hiện tại, ui, cái cúp, cái bữa kho của mình sắp hư luôn rồi. Mình lạm dụng nó quá, sao nó gần hư luôn rồi. Thôi thôi, mình sẽ không có lạm dụng nó được đâu. Và mình sẽ dùng cái cúp sắt mình đi đào thôi. Rất là nguy hiểm luôn á. Rồi, ở dưới đây có sắt nữa nè, có thêm một vài cục sắt. Và mình sẽ đào hết đám sắt này luôn. Rồi, hai cục, bốn cục này nữa. Và thêm cục này nữa. Ok, tại bây giờ mình sẽ đi vòng tìm thêm, hy vọng có thêm được kim cương cho mình nha. Ok. Ô, đây nữa rồi, thêm một cục kim cương nữa. Và ở trên có một cái đồ farm quái vật, phải nhanh chóng đặt lên thôi. Ok. Ui ui, rất là nhiều quái vật luôn. Này thì quái vật với chúng tôi. Rất là nhiều quái vật luôn á. Và bây giờ mình sẽ đặt lên phía trên luôn. Và lại có nữa. Này thì quái vật. Và ở trên này không có rương ta. Khá là kỳ cục luôn. Và để bây giờ mình sẽ xem. Ui, mình nghe tiếng một em bom nổ. Và ở đây chúng ta sẽ có một cục kim cương nữa. Không biết là bao nhiêu cục đây. Hy vọng là thêm thật là nhiều vào. Và để bây giờ mình sẽ đặt cây đuốc ở phía này luôn. Cây đuốc, rồi. Và bao nhiêu cục kim cương đây? Một cục, lại là một cục nữa à. Thì mày xui xẻo chứ vậy. Và ở bên này chúng ta có thêm một cục nữa. Ui, thật là nhiều luôn. Và thêm thật nhiều cục đi. Đây là một cục à. Hình như kim cương ở trong mini world nó khác với kim cương trong Minecraft đó mọi người. Nó đi riêng lẻ chứ nó không có đi theo bầy. Ôi giời ơi, mình cứ tưởng là nó đi chung với nhau không à. Là mình chờ đợi. Ở bên này thì chúng ta sẽ có cái đá khổng tước. Rồi, và một cục đá khổng tước. Và chúng ta sẽ có thêm mấy cái cục đá điện nữa. Rồi, và chúng ta hiện tại thì mình đã có được 3 viên kim cương rồi. Cũng khá là ổn rồi đó mọi người. Nhưng mà mình muốn kiếm thật nhiều vào để có thể làm được giáp kim cương các thứ. Và để có thể gọi là trả thù monster, mình sẽ tấn công monster. Rồi, và ở đây thì sẽ hết đường luôn rồi. Đây thì là đường cục. Ok, mình sẽ đào hết đám đá điện này luôn. Mình sẽ gãy luôn rồi. Thế vì mình dùng, bây giờ mình sẽ dùng cái mũi khoan này vậy. Rồi, ở này nữa. Chúng ta có ở bên này nữa. Rồi, và cục này, cục vàng. Ok, ở phía này nữa. Rồi, đây cục vàng cuối cùng. Và đây, ok, bây giờ mình sẽ đi lên phía trên. Và không biết là còn cục nào nữa không. Bên kia có gì vậy? Và hy vọng bên kia chúng ta sẽ có thêm kim cương này. Rồi, ôi, tối thui luôn. Bên này thì là đá điện thôi. Chỉ là đá điện thôi. Và chắc bây giờ mình sẽ không biết là mình có than không. Có. Và bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một vài cây đuốc đi. Đó, chế tạo thêm thật là nhiều đuốc vào, 25 cây đuốc. Và bây giờ mình sẽ đào hết đống đá điện này luôn. Ok, và đây nữa. Đây nữa. Rồi, và sắp xong rồi. Ok, và
Và để bây giờ mình sẽ đi vòng vòng tiếp và hy vọng tìm được thêm những viên kim cương đó mọi người. Ok. 1 hour later. Ồ, ở đây lại có thêm một viên kim cương nữa nè. Bây giờ mình sẽ nhanh chóng đánh cái em này luôn. Cái em này là cái em nhỏ nhỏ, mình không nhớ, không biết tên em này tên gì nữa. Và để bây giờ mình sẽ để cái xô vào đây. Đó, có xô đi ở dưới mấy cái hang này thật là tiện lợi luôn đó mọi người. Mình có thể đi ở trên lava bằng cách đổ xô như thế này rất là dễ dàng luôn. Và ở đây chúng ta sẽ có một viên kim cương nữa rồi. Rất là tiện lợi luôn. Và đến bây giờ mình sẽ đào ra xung quanh. Không biết là ở dưới mình sẽ đào coi thử phía dưới có phải lava không. Không phải thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đào cục kim cương này luôn. Ok, thêm một viên kim cương nữa. Và ở trên này chúng ta sẽ có thêm ở trên này sẽ có cái hang gì nữa nè. Ủa đâu phải, nó sẽ thông với cái này mà. Ok. Và ở đây chúng ta tưởng có thêm kim cương là mình hớn hở. Không phải là kim cương rồi. Và như thế thì cái kiếm của mình cũng đã gãy luôn rồi. Quýnh mấy em này thật là tốn, gọi là quýnh em này tốn độ bền của mấy cái đồ của mình ghê. Và ở đây có một cái hang siêu to khủng lồ. Rất là khủng khiếp luôn á. Và để bây giờ mình sẽ đào hết cái đám vàng này ra luôn. Ok, và ở này thì chúng ta có gì nữa đây? Mình tưởng á, cứ tưởng là kim cương. Cứ nhầm đá điện bằng kim cương không à. Và ở đây có thêm một em quái vật nữa. Này thì quái vật. Bây giờ mình sẽ cố gắng đi vòng vòng tìm theo kim cương nha mọi người. Ok, thì như vậy là sau một khoảng thời gian đi mai thì mình chưa có tìm được cái gì thêm thú vị đó mọi người. Thì chắc bây giờ mình sẽ đi lên thôi. Và mình sẽ đi mai thêm trong những tập tiếp theo thôi. Ở đây cũng ra có mấy viên đá xanh, đá khổng tước nè. Mình nãy mình không thấy thêm mấy viên đá khổng tước nè. Xịn sò. Ở đây cũng có thêm đá khổng tước nữa nè. Rồi, và chắc mình đào đá khổng tước này xong, bây giờ mình sẽ đi lên phía trên nha mọi người. Ok. Rồi, và bây giờ mình đã lên phía trên rồi đó mọi người. Và bây giờ mình sẽ mình thu thập được khá là nhiều đá điện luôn đó. Và để bây giờ mình sẽ nung hết cái đám đá điện này lên. Mình sẽ lấy cái thỏi vàng này vô. Đây, mình sẽ cắt bớt đồ vô nha. Và trong tập này mình sẽ chuẩn bị một số dụng cụ để gọi là có thể trả thù monster nha. Đầu tiên thì mình sẽ chế tạo một cái rocket đi. Cái rocket thì chúng ta cần gì ta? Đây. Ủa, cái rocket đâu ta? Thì mình nhớ là mình sẽ cần thuốc nổ. Thuốc nổ thì hình như là mình có đây, thuốc súng, đây thuốc nổ chứ. Thuốc nổ thì cần chế tạo bằng xi măng và đá than đen. Than đen và xi măng mình đều cũng có hết rồi nè. Đó, và mình sẽ chế tạo thêm một ít thuốc nổ nữa. Thuốc nổ thì cần chế tạo bởi gì? Rồi. Đã là một cái thuốc súng, thuốc nổ chứ. Mình sẽ chế tạo ba cái. Và mình sẽ chế tạo một cái đây rồi, mình cần chế tạo một cái đạn tên lửa nha mọi người. Mình cần có dây điện xanh và thỏi sắt. Đây, mình có dây điện xanh ở đây, dây điện xanh ở đây luôn. Mình sẽ nung cái này lên luôn. Và mình sẽ nung hết mấy cái đống đồ mình mới đào lúc nãy lên. Chúng ta có thêm vàng nữa nè. Đây, sẽ nung ở phía này đi. Rồi, và mình sẽ cần dây điện xanh. Ok, vậy là hình như là đủ rồi chưa ta? Mình thiếu sắt hay sao á? Mình chưa lấy sắt, đúng rồi. Và mình có sắt trong người rồi mà. Và đây, mình sẽ chế tạo một cái đây. Mình cần chế tạo đạn tên lửa nha mọi người. Hình như là mình cần chế tạo không bao nhiêu cái nữa, mình không nhớ nữa. Đây, mình chế tạo một cái túi tên lửa nè. Và mình cần một cái khối đá điện và thùng sắt dung nham. Cái thùng sắt dung nham này thì mình cần đá khổng tước nè. Đây, cái xô này thì chúng ta cần thêm khúc gỗ à. Hiện tại thì trong người mình chỉ cần chế tạo gỗ như thế này thôi. Và mình cần chế tạo 2 cái thùng sắt. Rồi, và như vậy thì mình sẽ cắt cái thùng nước này vô để mình múc hai cái xô lava nha mọi người. Thì ở bên kia chúng ta có một cái hồ lava ở bên cạnh gần nhà đây luôn. Và để bây giờ mình sẽ chạy qua đó múc hai xô lava luôn. Ở dưới này nè hay sao đó, đúng rồi. Và hình như đây là cái nơi mà monster đã múc lava để chôn mình đó rồi. Cực kỳ là cay luôn đó. Và sao xô lava nó hình nó bị lắc hay sao mà nó có hình đó vậy ta? Cũng không rõ nữa nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ quay trở về nhà một tí. Và mình sẽ chế tạo cái túi bay đó mọi người.
để mình có thể bay lên để monster không đánh trúng mình, và mình có thể trả thù, quýnh lại monster các thứ. Rồi và mình sẽ trang bị thật là làm một cái đồ, mình sẽ trang bị những cái công cụ tiên tiến nhất để có thể chống lại monster. Và chúng ta cần khối đá điện nữa. Khối đá điện thì mình cần làm gì ta? Mình không nhớ khối đá điện làm sao nữa. Hình như là cần kết hợp với bởi những dây điện à. Mình không nhớ khối đá điện làm sao nữa nha. Ở đây rồi. Đây. À, cần gộp lại những cái dây điện xanh. Và chúng ta cần bao nhiêu vậy? À, đây rồi. Một cái túi tên lửa. Và ok, chế tạo cái túi tên lửa này luôn. Và đây là cái túi tên lửa đầu tiên của mình. Rồi, và bây giờ mình sẽ mang vào nè. Và cái túi tên lửa này chúng ta có thể bay được trong game đó mọi người. Rồi, đây, mình sẽ ra cho mọi người xem. Và bay lên. Rất là xịn luôn. Và cái animation, đây rồi. Và cái túi tên lửa này có thể giúp chúng ta bay lên không trung các thứ được một cách rất là dễ dàng. Không phải trên đây sao có em quái vật ở trên này vậy? Sao có em quái vật ở trên này vậy? Kỳ lạ thật sự. Và hình như ở trên này không có ánh sáng nên mấy em quái vật có thể xuất hiện á. Và mình mới dùng một xíu mà đã hư tổn hại hết độ bền rồi. Và không sao, mình sẽ tiếp tục chế tạo thêm một cái dụng cụ để có thể chống lại monster nữa, đó chính là cây kiếm năng lượng. Đây, đó chính là cây kiếm bằng kim cương đó mọi người, cây kiếm mạnh nhất trong game này. Và bây giờ mình sẽ chế tạo luôn. Đây rồi, đây chính là thanh kiếm năng lượng. Đây, bây giờ mình có thể dùng đè chuột để mình chém bay người. Đó là chính là skill của cái kiếm này. Mà mình mới dùng tí xíu mà đã mất được một khúc năng lượng rồi. Sao em này nó bị lắc hay sao á? Thì em chui lên tùm lum thứ á. Và bây giờ mình sẽ cất cái túi phản lực vô. Không, mình cứ đè chuột một phát là nó sử dụng ngay, rất là nguy hiểm luôn. Và bây giờ mình sẽ qua nhà monster một tí, ghé thăm thử monster có đồ gì ngon không. Bởi vì monster dám ông dám gọi là qua nhà mình phá chôn mình các thứ, đòi gọi làm cháy nhà mình các thứ. Và bây giờ mình sẽ xem thử. Hình như là ông có kim cương. Đây, ông có 7 viên kim cương hay sao đó. Mọi người biết gì không? Này thì dám chôn với chúng tôi. Mình sẽ lấy một viên kim cương à. Ngu dốt. Ồ không, mình sẽ lấy hết viên kim cương luôn. Tham lam. Mình đã lấy hết kim cương của monster rồi. Và không biết là monster có biết ai lấy kim cương không nữa. Vậy để bây giờ mình sẽ chế tạo một cái bản tin nhắn đi. Đặt tên là Hacker. Hacker đã lấy kim cương rồi. Ha. Còn mỗi cái nịt. Ok, còn mỗi cái nịt thôi. Ok, không biết là có đủ không? Ok, đủ luôn. Và bây giờ mình sẽ quay trở về nhà mình thôi, ok. Và không, chắc bây giờ mình sẽ kết thúc tập này tại đây nha mọi người. Thì ok, nếu mọi người thấy video của mình hay á thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Ok, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye.